Xin chào cô chú và các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một cái lô đất tại Lâm Phụng, xã Đại Đồng. Lô đất mình là bề ngang là 15 mét, bề sau là 11 mét. Giá chính chủ là báo là 460 triệu. Có thương lượng. Thì sau đây mình sẽ trình bày thêm về cái lô đất của mình. Lô đất của mình là có đường khoảng 3,5 mét. Đường đây là đường thông hai đầu. Đó, đường rất là thoáng. Và nhà cửa xung quanh là người dân ở rất là đông. Cách đường DT609 50 mét. Đường thì liên thông, gần trường học có cấp, ví dụ như trường cấp 1, cấp 2. Cách chợ Hà Nha 1 km, cách chợ Phú Hương thì 500 m. Nói chung là ở đây là khu dân cư người ta sống hồi nào tới giờ, cho nên là mà ở đây rất là phù hợp với gia đình đó. Thì mình sẽ quay sơ lại cái lô đất của mình, là một bên là tiếp xúc với nhà dân là từ cái bằng bờ rào này, còn qua đây là khoảng 15 m. 15 mét là khoảng đến cái cây trụ này, nghe cái trụ bê tông này nghe các bạn đó, rồi đi sau vô trong đây là 11 m. Nói chung là đất ở đây là rất là sạch đẹp, không có bị vướng gì hết. Đây. Đối diện của bên mình cũng có vườn chuối mít. Nói chung là vị trí này là gọi là xây nhà là đẹp lắm mà các bạn. Đó. Đây mình sẽ cho các bạn xem thông tin sổ. Đất của mình là diện tích là 152 m², sử dụng riêng 100 m là đất thổ cư, đất trồng cây lâu năm là 52 m. Đây là vị trí đất ở nó pháp lý đầy đủ nha các bạn. Sau đây mình sẽ quay từ trên cao xuống cho quý vị thấy cái lô đất. Một bên là mình tiếp xúc với nhà dân đó. Bên này cũng có tiếp xúc với một cái nhà dân mà cách đây 1-2 lô. Đó. Xung quanh là vườn chuối và nhà của người dân. Đó. Thì lên trên cao là mình sẽ thấy là đường này rất chi là thông này. Nó nhà ở là rất chi là đông. Đường có nhiều cái ngõ tư khác nhau. Khu dân cư ở đây là nó đã lao rồi, cho nên là nhà nó đông lắm. Đó, mình đang thấy cái đường xe chạy đó là đường DT609 đó các bạn. Đó. Đó, cái đường đây là đường trước mặt cái lô đất của mình đây. Đường này chỉ cần mình đi xuống vài chục mét là có cái đường thông ra đường DT609. Nhà ở đông đúc, cây cối rất là nhiều.
À, đường này là đường DT609 này các bạn. Nó cảnh trên cao nhìn về phía khu đất của căn nhà mình ngay chính giữa đó. Đó, mình cũng xin được kết thúc video này nhé. Thì nếu mọi người là có nhu cầu thì sẽ liên hệ số điện thoại của mình 0906 46 96 10. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.